Cấm cứu kẻ nghèo. Ôi, cây thuốc quý này hiếm gặp lắm đây. Là một cây nhân sâm có lẽ cũng phải đến gần 100 tuổi. Mình phải cố lấy về làm thuốc cho cha mới được. Ôi, đừng sợ, hãy bám chặt tay ta, ta sẽ kéo nàng lên. Nàng ngồi nghỉ đi, nàng không sao chứ? Em không sao, đa tạ chàng đã có công cứu mạng. Ông về đấy à, mọi chuyện thế nào rồi? Bà lo chuẩn bị cho con Ban đi. 3 ngày nữa nhà Tạo Mường sẽ sang hỏi cưới. Nhưng tôi sợ con Ban nó không chịu. Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn... Không chịu là không chịu thế nào? Tôi đã nhận bên ấy 100 đồng bạc trắng và nhiều mẫu ruộng nương rồi. Thưa cha mẹ, con không lấy con trai Tạo Mường đâu ạ. Không được trái ý ta. Nhà Tạo Mường giàu có nhất bản, của cải ruộng nương nhiều không kể xiết. Nếu làm dâu nhà đó, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp cả đời. Nhưng thưa cha, người con yêu là chàng Khum, con đã thề với lòng mình là đời này kiếp này chỉ yêu và cưới mình chàng thôi ạ. Thằng Khum ấy vừa không cha không mẹ, lại còn nghèo khổ nhất làng. Nếu cưới nó thì con phải khổ cả đời đấy, con có biết không? Không nói nhiều, cha mẹ đã tính xong cả rồi, con phải làm dâu nhà Tạo Mường. Cha, mẹ, con nhất định không lấy ai ngoài chàng Khum cả. Xin cha mẹ hãy hủy lễ cưới ạ. Lấy con cái à? Bà dẫn nó vào phòng chuẩn bị váy cưới đi. Trước khi nhà Tạo Mường sang, cấm nó bước một chân ra khỏi nhà. Không, con thà chết chứ không phản bội chàng. Ban, đã ra khỏi nhà là không có đường quay lại đâu. Mình sẽ đến tìm chàng rồi cùng chàng nghĩ cách. Hai đứa sẽ đến cầu xin cha, hy vọng cha sẽ hiểu và tác thành cho. Nếu không được, mình và chàng sẽ trốn sang bản khác sinh sống. Chỉ cần được ở bên cạnh chàng là mình hạnh phúc rồi. Chàng ơi, nhanh mở cửa cho em. Chắc là chàng lên núi cao bẫy thú rừng rồi. Mình phải đi tìm chàng. Mình cứ buộc chiếc khăn ở đây. Chàng về thấy chiếc khăn này sẽ biết mình đã đến tìm. Mình nhất định phải tìm được chàng. Chàng ơi, chàng đang ở đâu? Có nghe thấy em đang gọi chàng không? Chàng ơi! Chàng ơi, chàng đang ở đâu? Có biết em đang đi tìm chàng không? Em sợ mình không ngượng nổi đến lúc gặp chàng mất. Chàng ơi, nhanh trả lời em đi. Mình không được gục ngã, mình phải tìm được chàng. Kỳ lạ thay, từ tảng đá ấy mọc lên một cái cây. Cây lớn dần rồi nở thật nhiều hoa, với những cánh mỏng trắng muốt cùng nhụy điểm màu tím thủy chung. Đây là chiếc khăn của nàng Ban mà. Nàng đã đến tìm ta, nàng đi đâu rồi? Ta phải nhanh tìm gặp nàng mới được. Hãy đợi ta, ta sẽ tìm được nàng. Nàng ơi, nàng Ban ơi. Nàng Ban ơi, nàng đang ở đâu? Nàng đang ở đâu? Nhất định ta sẽ tìm được nàng. Ôi, bông hoa trắng muốt, đẹp và tinh khiết làm sao? Bông hoa đẹp, tinh khiết như chính tâm hồn nàng vậy. Về sau, người đời gọi loài hoa trắng muốt điểm xuyến nhụy tím này là hoa ban. Và loài chim do chàng Khum hóa thân thành
thì luôn quấn quýt bên những cây hoa ban, như thể hiện mối duyên tình truyền đời truyền kiếp. Ngày nay cứ mỗi độ xuân về, khắp núi rừng Tây Bắc lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa ban bung nở. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa ban, người đời lại nhắc nhớ về chuyện tình thủy chung nhưng đầy bi thương của nàng ban và chàng khum thuở ấy. Ai cũng bắt đầu từ số 0. Trên à, con tốt nghiệp đã 2 tháng, sao không xin được việc nào? Ba ơi, con đã nộp đơn 3 chỗ rồi, nhưng chỗ nào cũng từ chối vì con mới ra trường không có kinh nghiệm. Chỗ này không được thì mình xin chỗ khác, chưa gì con đã nản thì không được đâu. Ba không biết đâu, đi nộp đơn con cũng ngại lắm rồi. Đã vậy khi phỏng vấn rồi ôm hồ sơ về, con còn mặt mũi nào đi xin nữa chứ. Không những thế, con sợ khả năng của mình không làm được những công việc đó. Cố lên con gái, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Con phải cố gắng vượt qua được bản thân mình chứ. Dạ vâng. À, thôi ba đi nghỉ đi, mai còn đi cắt lúa nữa. Mai con cũng ra phụ ba nữa nha. Ừ, con cũng đi ngủ sớm đi. Ăn nhiều đi con, hôm nay cân lúa cả ngày mệt hả? Vâng ạ, cả ngày con đọc số, đầu óc con quay cuồng quá. Thôi nghỉ một lát đã mọi người ơi. Chị Trinh có chuyện gì buồn thế? Ơ, sao em biết chị đang buồn? Em thấy từ sáng giờ chị cứ buồn buồn mà. Chị cảm thấy bản thân mình vô dụng quá. Ai cũng tìm được việc sau khi ra trường, còn mỗi mình chị vẫn thất nghiệp. Nhưng chị sợ xin rồi lại bị người ta từ chối như mấy lần trước. Chị Trinh đừng buồn nữa. Chị nhìn nè, trước khi em có một bao lúa, thì nhìn vào em chị đọc số mấy? Em không có gì đặt lên thì tất nhiên là số 0 rồi. Đúng vậy đó chị, em luôn bắt đầu bằng số 0. Hiện tại chị cũng thế, chị chỉ có thể thêm chứ đâu có bớt đi được, nên việc gì phải sợ. Nếu chị không xin được việc chỗ này thì chị xin chỗ khác, nếu không được thì lại bắt đầu lại. Chị cứ kiên trì, sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm được việc thôi. Còn nếu chị cứ sợ á, không dám thử thì chắc chắn chị sẽ vẫn mãi ở vạch xuất phát thôi. Chị hiểu rồi, quả thật thời gian qua chị để mình trì trệ quá. Chị đã không cố gắng hết sức, chị không thể để mình ở vạch không mãi thế này được. Chị biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn em. Ba ơi, ngày mai con sẽ lên tỉnh xin việc. Chiều ba đi xây lúa, ghé tiệm photo, mua cho con chục bộ hồ sơ nữa nha ba. Dạ, lần này con gái của ba có vẻ quyết tâm đây. Được rồi, ba sẽ mua hồ sơ về cho con làm luôn. Ba ơi, con đã được nhận vào công ty Hạnh Phúc rồi. Công ty lớn nhất tỉnh mình phải không con gái? Dạ phải rồi ba. Cố gắng nha con gái. Sự tích hoa hồng vàng. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa, thần Zeus, chúa tể thần linh phải lòng một thiếu nữ trần gian và hạ sinh một cô con gái đặt tên là Elisa. Yêu chiều cô con gái, thần Zeus ban cho con sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh. Theo năm tháng, Elisa lớn lên trở thành một mỹ nữ có nhan sắc không ai sánh bằng. Ồ, bông hoa đẹp quá. Ôi, thần tình yêu Eros cảm ơn chàng. Nhiều ngày sau, Elisa, đây là chuỗi ngọc kết tinh từ tình yêu,
mà khi xe duyên cho con người suốt những năm tháng qua ta đã có được, ta mong rằng từ giờ đó sẽ được nàng giữ bên mình. Đẹp quá, Eros, món quà này thật đáng giá. Ta, Elisa, đối với ta, trên đời này không có gì đáng giá bằng nàng. Eros, chàng là thần tình yêu, những lời có cánh đó đừng tùy tiện nói, khiến lòng ta bối rối. Elisa, tấm lòng ta dành cho nàng hoàn toàn là chân thật, xuất phát từ trong trái tim ta. Xin nàng đừng ngờ vực. Thật sự có bảo ta đánh đổi tất cả những thứ đã có chỉ để được ở bên nàng, ta cũng sẽ sẵn lòng mà không hề do dự. Kính xin thần Zeus tối cao tác hợp. Hạ thần rất yêu Elisa. Không có nàng ấy, thần không còn thiết gì nữa cả. Thần tình yêu Eros cuối cùng cũng rơi vào cạm bẫy của tình yêu ư? Liệu đây là tình yêu thật sự từ trái tim hay do mũi tên của ngươi vậy? Dạ, đây chính là tình yêu chân thành của hạ thần. Xem chừng ngươi cũng là con người chính trực, mạnh mẽ. Con gái ta cũng yêu thương ngươi. Được, vậy ta sẽ tác hợp. Đội ơn thần Zeus. Elisa, đây quả thật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Từ giây phút này, niềm vui của nàng cũng chính là niềm vui của ta. Và tuyệt nhiên, ta sẽ không cho phép bất cứ thứ gì trên đời này phải khiến nàng buồn lòng. Thần Zeus tác hợp cho hai người họ rồi sao? Không, không thể có chuyện đó được. Eros phải là của ta. Sao có chuyện chàng lại đi lấy người khác chứ? Nhất định ta phải có được chàng. Eros, tình cảm của chàng thật khiến thiếp cảm kích. Thế nhưng, xây cả một lâu đài bằng ngọc thế này. Elisa xinh đẹp của ta ơi, ta yêu nàng hơn chính bản thân mình. Chỉ cần nàng luôn nhớ đến tình cảm của ta mãnh liệt hơn thác, đậm đà hơn mật ong là ta vui rồi. Chàng ta để ở đâu được nhỉ? Kia rồi. Kìa, nữ thần ganh ghét, nàng làm gì ở đây vậy? Tình yêu của ta. Chàng đi đâu suốt mấy hôm nay được nhỉ? Eros, còn cô, nữ thần ganh ghét, sao lại là cô? Nàng là ai? Ta có quen nàng sao? Hả? Chúng ta đi khỏi đây thôi. Còn cô, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Chuyện gì thế kia? Chàng ấy đã phản bội mình và còn chẳng nhớ mình là ai nữa. Đã mấy ngày nay tiểu thư không ăn uống gì rồi. Nhìn cô ấy đau khổ, khiến lòng tôi cũng không cầm nổi thương cảm nữa. Elisa, con hãy mạnh mẽ lên. Nước mắt đâu giải quyết được vấn đề gì. Thần gió, vậy xin người hãy giúp con. Hãy mang tâm tình của con gửi đến Eros. Hãy nói rằng trái tim con đã vụn vỡ vì chàng. Có ích gì đâu. Nữ thần ganh ghét đã thổi vào tâm trí Eros làn khói quên lãng. Con cũng thấy rồi đấy, Eros thậm chí không nhớ con là ai. Con gái tội nghiệp của ta. Cha ơi, xin cha hãy dùng sức nóng của mặt trời thiêu đốt con đi. Trái tim con không còn chịu nổi nữa rồi. Thà con chết đi còn hơn phải chịu sự phản bội của chồng. Con không còn thiết sống nữa. Elisa của ta, sao con lại có thể yêu cầu ta làm điều như thế chứ? Ta biết phải làm gì cho con gái bé bỏng của ta đây. Thiếu đi nụ cười của nó đến hoa cũng héo, chim muông thì ngực ca hát. Thần Zeus, nguy rồi. Elisa, con của ta, ta đã ban cho con sắc đẹp, sự thông minh. Thế nhưng ta lại quên không ban cho con sự can trường để vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta hại con rồi. Phải làm sao đây? Elisa đáng yêu, xinh đẹp không còn nữa. Giờ cô ấy sẽ bị hóa thành tro bụi và rời xa chúng ta mãi mãi. Không, Elisa của ta không thể tan biến thành tro được. Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng. Chỉ có hoa hồng mới sánh được sự cao quý của con. Và gai của nó sẽ bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con cũng không phải màu đỏ tươi thấm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng, mà sẽ là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để kẻ phản bội con mỗi khi thấy hoa hồng vàng sẽ day dứt hối hận. Quả bầu kỳ lạ. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng nọ, có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ ơi, mẹ ở nhà nhé,
con đến nhà chủ làng đi. Chủ làng hứa nếu con làm nụng siêng năng sẽ thưởng cho một mảnh đất. Mẹ con mình sẽ tha hồ trồng cây, không lo bị đói nữa. Để thì tốt quá. Dạ thưa chủ làng, chủ làng hứa sẽ cho tôi mảnh đất để trồng cấy. Đất đai ruộng vườn của chủ làng rất nhiều, có thể cho tôi một mảnh được không ạ? Hừ, cứ đợi đấy. Xin chủ làng giữ lời hứa cho tôi với ạ. Ông cứ cho nó ở dãy núi xa kia, xem nó có làm được không, rồi lại phải quay về làm công cho ông ngay thôi mà. Thôi được, mày muốn gì tao cũng chẳng tiếc nữa. Cả rặng núi phía xa xa kia là của mày rồi đó. Dạ, cảm ơn ông ạ. Con à, con chớ nên đi. Lão chủ làng thâm độc, phía đó là dãy núi hoang, là chỗ ở của hùm beo rắn rết. Con lên đó thì hùm beo rắn rết cắn chết mất xác, mẹ ở với ai? Mẹ đừng lo, hùm beo con cũng chẳng sợ, rắn rết con cũng chẳng kinh. Chủ làng đã cho con đất, nhất định con sẽ phát được nương, trồng cấy để không còn bị đói nữa. Vậy là tờ chú từ biệt mẹ lên đường. Chàng đi mãi suốt 9 ngày không nghỉ. Đến ngày thứ 10 thì tờ chú đến được chân núi. Đó là một vùng mà cây nhỏ cây lớn chen nhau. Cũng sau 9 ngày liền phát nương làm rẫy không nghỉ, tờ chú đã khai khẩn xong nương rẫy. Vậy là mình đã khai khẩn xong cả một vạt rừng rồi. Bây giờ về nhà lấy hạt giống để gieo trồng thôi. Con à, nhà mình mấy nay chả có thứ gì ăn được, thì lấy đâu ra thóc làm giống cơ chứ? Thôi được rồi, con sẽ đến nhà chủ làng để vay tạm ít thóc làm giống vậy. Đợi đến khi nào thu hoạch xong thì mang đến trả cho trưởng làng. Dạ thưa trưởng làng, đỉnh núi đằng kia tôi đã khai phá xong xuôi rồi ạ. Tôi đến xin trưởng làng cho vay tạm ít thóc giống. Được lắm, ta cũng không tiếc rẻ mày làm gì. Nhưng nhớ là phải mang trả cho ta nghe không? Đến vụ thu hoạch mà không đem trả là ta sẽ bắt đến làm công suốt đời cho ta để trả lời. Dạ thưa chủ làng, nhất định thu hoạch xong tôi sẽ mang trả ạ. Để xem, giống thóc đã luộc lên sẽ giúp bội thu như thế nào. Trời ạ, đã cả tháng trôi qua mà cây vẫn chưa nảy mầm là sao? Ta đã gieo hạt một thời gian rồi mà lúa không mọc lên, chỉ thấy cỏ dại mọc lên là sao đây? Vàng ơi, chắc là vàng không thương con, không muốn cho mẹ con có cơm có gạo. Thật kỳ lạ, quả bầu 5 lần 7 lượt đều lăn trở lại chân mình. Hay là mình trồng bầu ăn vậy, ăn bầu cũng sống được. Trời ơi, thật là kỳ lạ, làm sao mới trồng hôm qua, hôm nay bầu đã phủ kín cả nương rẫy rồi. Hôm qua rừng bầu còn non tươi, lá xanh mơn mởn mà nay đã già héo, quả khô đét. Thôi thì vàng không cho ăn bầu tươi, thì lấy hạt về cho mẹ ăn cầm hơi vậy. Cảm tạ vàng, mẹ con không còn bị đói nữa rồi. Mẹ, mẹ ơi, có lúa gạo rồi, con đem về đây, mẹ dậy mà ăn. Con đem trả lại cho người ta đi. Mẹ không thể ăn cơm gạo mà không phải công sức của mẹ con ta làm ra. Thà mẹ chết đói còn hơn đồ ăn trộm ăn cắp. Mẹ ơi, thóc này là của ta đấy. Sao thế được, con đi gieo lúa, lúa không mọc. Con đi trồng bầu, bầu héo úa. Thế mà bảo thóc là của mình, sao mẹ tin con được? Nếu mẹ không tin con cõng mẹ đi, mẹ sẽ rõ. Vàng giúp mẹ con mình rồi con ơi. Nghe đồn là tên tờ chú lại bội thu bầu, mà bầu lại ra toàn thóc. Phải vào nhà hắn đòi thóc mới được. Thế nào rồi hả tờ chú? Thu hoạch rồi mà không mang trả thóc cho ta là sao? Vâng, thưa chủ làng,
tôi cũng định sẽ mang số thóc đó sang trả cho ông đây ạ. Số thóc đó là sao? Phải trả ta nhiều gấp 10 lần ta mới chịu. Ngươi đã trả muộn một ngày, đó là ta chưa nể tình xưa kia làm công cho ta đấy. Nếu không thì... Thôi được, vậy ông lấy đi, tôi sẽ trả ông nhiều gấp 10 lần. Còn đứng đó làm gì? Mau khuôn thật nhiều bầu về nhà nhanh lên. Dạ vâng. Xem nào, với những trái bầu này, ta tha hồ mà lấy thóc đây. Hả? Gì thế này? Cứu, cứu. Từ đó, hai mẹ con tờ chú sống bên nhau no đủ suốt đời. Họ còn chia thóc gạo cho những người nghèo ở thôn xóm. Khắp thôn xóm rộn vang tiếng cười vui. Vương miện của sóc. Chào sóc con. Chào bạn Hưu. Giờ này cậu còn đi đâu thế sóc con? Sao không chuẩn bị cho tiết mục dạ hội ngày mai đi? Tớ đi lấy thuốc cho bác sóc nâu. Bác ấy bị ốm, ở nhà có một mình nè, không có ai hết. Vậy hả? Thôi cậu chuyển lời giúp tớ, là tớ chúc bác ấy mau khỏe nha. Giờ tớ phải đi lấy trang phục dạ hội đây. Cậu đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Ừ, tớ đã đặt chị Công làm cho tớ đấy. Đó là bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy nhất tớ từng được mặc. Vậy hả? Thích thế. Nghe nói Voi Con và các bạn khác cũng đã kỳ công chuẩn bị những tiết mục vô cùng độc đáo. Vậy hả? Thôi chết, nhắc tới Voi Con tớ mới nhớ ra. Cậu ấy nhờ tớ qua nhà để giúp cậu ấy hoàn thiện nốt cho trang phục cho ngày mai. Tớ đi nhé. Cậu đi đi, kẻo Voi Con đợi. Bác Sóc Nâu ơi, bác dạy uống thuốc đi ạ. À. Cảm ơn cháu. Sóc Con à, cảm ơn cháu mấy nay đã vất vả sang đây chăm sóc cho bác. Không có cháu thì không biết bác sẽ như thế nào nữa. Bác ơi, bác đừng nói thế. Bác cũng giống như mẹ cháu vậy. Bác đừng khách sáo với cháu nhé. À, bác nghe nói cháu có tham gia buổi dạ hội ngày mai phải không? Dạ vâng ạ. Cháu chăm bác thì lấy đâu thời gian để mà chuẩn bị? Dạ cháu, trang phục của cháu không quá cầu kỳ nên cháu sẽ làm nhanh thôi ạ. Thôi, vậy cháu mau về chuẩn bị nhanh còn kịp. Nhưng mà bác... Đã bảo là về đi mà, bác đỡ rồi. Nếu vì bác mà cháu lỡ mất buổi biểu diễn, bác sẽ ân hận lắm đây. Bác phải cố gắng uống thuốc cho nhanh khỏi đấy nhé. Ừ, yên tâm, bác sẽ gắng nhanh khỏe để mai còn đi xem cháu biểu diễn nữa chứ. À, mà ở khu rừng bên có bác ngựa vàng, biết mai nhiều trang phục độc đáo lắm. Cháu thử qua nhà bác ngựa nhờ xem sao. Đi mau đi cháu. Dạ vâng. Ôi, bác ngựa lại đi vắng rồi. À, mình có cách rồi. Mình sẽ lấy cỏ non và bện một cái mũ rồi đội lên đầu. Mình tin là rồi sẽ đẹp cho mà coi. Hả? Đau quá. Xin đừng nhổ tôi. Tôi sẽ rất đau. Nghe tiếng những nhánh cỏ non kêu khóc, sóc con không đành lòng hái cỏ để làm mũ nữa. À, có cách rồi. Mình sẽ lấy những cánh hoa hồng đỏ thắm kia rồi thoa lên môi. Môi mình sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp cho mà xem. Ôi, ôi! Xin đừng bức chúng tôi lìa khỏi bông. Chúng tôi sẽ rất đau đớn. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm đau các cậu nữa. Mình thà không đành được giải gì, chứ không thể để các bạn ấy phải chịu đau như thế được. Cảm ơn sóc con đã không bắt chúng tôi phải sớm lìa cành. Bãi cỏ là nơi chúng ta chơi đùa, khóm hoa hồng là nơi chúng ta ngủ. Sóc con đã không cắt cỏ, cũng không hái hoa, bạn ấy thật tốt bụng. Nhất định chúng ta phải làm gì đó để giúp bạn ấy. Và bây giờ đến phần biểu diễn của sóc con.
Tuyệt vời, sóc con, xinh đẹp quá. Kỳ lạ quá, sóc con lại có cả những ngôi sao nhấp nháy trên đầu, trông như vương miện vậy. Tôi xin trân trọng tuyên bố, người chiến thắng trong buổi dạ hội hôm nay là sóc con. Cháu thật xinh đẹp và rất xứng đáng. Chúng ta tự hào về cháu, sóc con. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.